Truyền thông Malaysia đưa tin cho biết tiền vệ Brendan Gan của đội tuyển quốc gia nước này đã được chẩn đoán ung thư tinh hoàn và phải trải qua quá trình điều trị. Selangor, câu lạc bộ chủ quản của Gan, cũng xác nhận thông tin này. Rất có thể, Gan sẽ bỏ lỡ toàn bộ mùa giải này và chưa hẹn ngày trở lại với bóng đá. Đội tuyển Malaysia cũng chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của Gan ở các giải đấu sắp tới. Trước mắt, thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe tham gia hai chiến dịch quan trọng là vòng loại ASEAN Cup 2023 và AFF Cup. Câu lạc bộ chủ quản của Brendan Gan là Selangor trong thông báo hôm 26 tháng 7. Dù bị chẩn đoán mắc ung thư, anh ấy vẫn lạc quan và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đội trưởng của chúng ta mong được hồi phục và trở lại với toàn đội sớm nhất có thể. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ cầu nguyện cũng như giữ cho anh ấy sự riêng tư. Trả lời phỏng vấn tờ KMO, Gan cũng tỏ ra đầy lạc quan. Anh chia sẻ, tôi đang phải đối mặt với một thử thách mới khi được chẩn đoán ung thư tinh hoàn và đã phải phẫu thuật. Bây giờ tôi sẽ bước vào giai đoạn hồi phục. Nhưng điều tôi chắc chắn là mình luôn nhận được sự ủng hộ từ nhiều người. Ung thư sẽ không đánh gục ý chí của tôi. Trái lại, nó còn giúp tôi có động lực vượt qua để sớm trở lại sân cỏ. Gan là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm của đội tuyển Malaysia, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh sở hữu thể hình ấn tượng với chiều cao lên tới 1,88m. Kể từ khi khoác áo tuyển Malaysia vào năm 2016, anh đã có 18 lần ra sân cho những chú hổ và cũng góp mặt trong chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa qua.